vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngừa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối. Những sợi tăng là nơi nương nhờ tôi, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bạc tình thanh, tác thành thân duyên, gieo năm vọt tròn niềm sám hối. Những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngừa mong tăng bào đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba buddha na bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhamma na bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sangha na bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phú mà có đến người cầu xin chư thiên hộ trì tự mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thuộc xa thuộc lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Thầy á, chúng con thành kính đảnh lễ tôn tọa minh thành phi thay mặt chư tăng nhà thật kính cảm ơn. Dạ, con tri ân sư và cô Hoa Nguyệt cho con biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy, dạ con tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Thamma trên mạng internet và bao thoát Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2022, Phật lịch 2566, môn học Phật pháp cơ bản phần 2, Phật pháp bài 32 đạo đế. Tiếp theo, chánh ngữ do Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy. Dạ, cho con nhìn coi có Ngài Tây Siêu vào chưa. Dạ, con tri ân sư. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến Ngài ạ.
Nó buộc phải giờ. Kính đây là chuyện tôi định thực đạo tất cả quý vị. Thưa quý vị, khi mà soạn bài học này hôm nay đó, chúng tôi có một chút nghĩ ngợi phân vân. Thật ra đây là một đề tài mà nên bàn rộng, tại vì có rất nhiều điều cần đề cập đến. Nhưng mà như chúng ta thấy là trong cái bài học của chúng ta đó, bài này là một phần của Đạo Đế. Trong Đạo Đế có Bát Chánh Đạo. Thật ra để nhìn cho nó trên phương diện bố cục cũng như là phân đoạn cho tương xứng với nhau đó, thì chúng ta không thể viết quá dài được. Do vậy chúng ta nghĩ thôi tạm, chúng ta cứ viết một cách ngắn gọn, rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi vào trong bài giảng. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử quan tâm đến đề tài này một cái đặc biệt, tại vì đây là một đề tài mà chúng ta nghĩ rất dễ hiểu, rất phổ thông, không cần phải đề cập nhiều, tại vì nó không có những vấn đề tế gì, nhưng kỳ thật có những vấn đề rất là tế gì. Và chúng tôi thưa rằng khi viết bài thì có một số lỗi chính tả, như là trong cái tiểu mục A đó, có cái chữ kiên tránh, chữ kiên đối với vị cho thêm chữ G, chữ kiên có chữ G, chữ G phía sau kiên cử có chữ G. Và trong cái câu D á, thì có chữ nhưng á, như Phật ngôn, đúng là chữ đó là chữ như mà chúng tôi gửi cho quý vị là chữ nhưng, quý vị sửa lại, hình như đại đức tự tri đã sửa lại rồi. Bây giờ thì mời quý Phật tử lắng nghe bài học một chút ngắn thôi, và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay. Dạ, sa thủ đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân đại đức Thầy Trì cho con biết được tín hiệu. Con xin đọc được phần chánh văn. Dạ, cảm ơn cô Hoàng Việt. Chánh ngữ là ngôn từ hiền thiện trong sái quấy. Chánh ngữ là ngôn từ hiền thiện không sái quấy. Sự hiểu biết đạt qua ngôn ngữ là một phần quan trọng trong cuộc sống. Đa số nói năng theo thói quen mà không nhận ra cách sử dụng. Lời nói ảnh hưởng sâu xa cuộc sống và sự tu tập. Chánh ngữ ở đây nên được hiểu là tất cả những gì được sử dụng để truyền thông, dù là lời nói, bằng miệng hay viết tắt, vân vân. Trên phương diện kiên tránh, chánh ngữ là không nói dối, không nói chia rẽ, không nói lời cay nghiệt, không nói lời nhảm nhí vô ích. B. Trên phương diện huân tập lời nói, tốt đẹp thì nên thường áp dụng 5 nguyên tắc. Nói đúng thời, nói sự thật, nói với lời hòa nhã, nói điều lợi ích, nói với lòng từ. C. Trên phương diện ý thức sự nguy hiểm của ngôn từ, nên nhớ lời Phật dạy. Như Lai nói rằng người cố tình nói dối thì không có ác nghiệp hạnh nào không làm được. D. Người tu tập với dụng tâm tránh xa tà ngữ cũng là một cách thanh tịnh hóa bản thân, như Phật ngôn trong Tăng Chi Bộ. E. Người con Phật nên suy tư về chánh ngữ của Đức Phật. Chỉ nói sự thật và chỉ nói sự thật liên hệ tới giải thoát giác ngộ. Chánh ngữ không phải chỉ là đề tài lớn trong cuộc sống hàng ngày, mà còn trong sự tu tập rất riêng tư và thậm chí là một chi đạo trong thời khắc tuệ giác bừng khai. Và còn tiếp biên soạn Hòa Thượng Giác Đẳng. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Thuở Đức Phật viên thành chánh giác, ca ngâm đạo màu diệu giác, diệu pháp cao thâm. Phật văn chưa chuyện pháp luân, phàm
thành cầu sinh. Bà Thế Tôn muôn nghìn ân đức pháp vô biên mạng tục khai hoa, mong ngài truyền pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đó vương cao đó là mặt hồ, đó còn tận đại bụng nhớ, chúng sanh căn trì tỏ mờ khác nhau. Vì biến bằng ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quận mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Tham thiên vẫn vi trần phủ phục, lời thiết tha đi đức sáng ngời. Pháp vương im lặng nhận lời, về vườn lập giả vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liệu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trọng pháp, ma giống đêm thâu tịnh giấc mộng trường. Dạy dầu nắng gió tuyết sương, hoàng khai giao hoa mở đường độ sinh. Bởi cơ tính sự tình ngày trước, đại phàm thiên mài được tán dương. Kinh thành dân cũng hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp nói đường tự bi. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Bước sanh trí tệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài hòa thượng Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ chư tôn, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi đề cập đến sự tạo tác trong đời sống của chúng ta qua giới lý nghiệp đó, thì Đức Phật này dạy rõ rằng có ba cái cửa, và qua ba cửa đó chúng ta tạo nên rất là nhiều thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp, đó là thân, ngữ và ý. Thật ra có nhiều khi chúng ta dịch là thân, khẩu, ý. Khẩu là miệng, nhưng mà kỳ thực thì chữ hoa cha trong chữ phạn có nghĩa là lời nói hơn là miệng. Lời nói ở đây là chỉ cho sự biểu đạt, truyền đạt, truyền thông. Cái gì đó mà mình biểu đạt và làm cho người ta hiểu, cái đó đều nằm ở trong quá trình. Lấy ví dụ là có thể chúng ta không nói bằng lời, nhưng mà chúng ta gửi đi một email, và trong cái email đó chúng ta công kích một ai, hay
là chúng ta nói những điều sai quấy, thì cái đó nó cũng thuộc về ngữ nghiệp, tức là về lời nói của mình. Và đối với rất nhiều người thì lời nói thực sự không có quan trọng bằng hành động. Chúng ta hay nói rằng hành động mới quan trọng chứ lời nói không có gì. Nhưng mà thật ra lời nói cũng là một phần ở trong tam nghiệp, chứ không phải là chúng ta nói rằng chỉ có khi nào làm rồi nó mới có cái nghiệp nặng, và lời nói không có nghiệp nặng. Dĩ nhiên đề tài ngày hôm nay là chánh ngữ. Chánh ngữ là một ở trong tám chi đạo, và chánh ngữ là mở đầu cho phần mà chúng ta gọi là giới học tăng trưởng. Khi Đức Phật đề cập đến chánh ngữ thì Ngài có đề cập đến một chiều sâu. Nó không đơn giản như là câu nói người ta nói thường thường là khi mình nói gì phải uống ngữ đẩy lên, hay là nhất ngôn ký xuất tứ mã năng đi, trong cái cách giao tiếp hàng ngày. Mà chúng ta nên hiểu đa số chúng sanh thì luôn luôn nói bằng cái thói quen. Dạ, thói quen ví dụ như chúng ta nói rộn rãng, chúng ta nói nhẹ nhàng, có khi chúng ta nói một cách thiếu lịch sự, hay một cái chúng ta nói một cách hòa nhã. Nó nói đó là một thứ bản năng. Và hơn thế nữa đó, là nhiều người chúng ta lại thích nói, muốn nói và nói rất nhiều. Chúng ta để ý như vậy là không phải mình nói giỏi mình mới muốn nói nhiều đâu. Có nhiều khi mình nói rất dở, nhiều khi muốn nói nhiều. Giống như người ta hát, có nhiều người ta hát không hay nhưng mà rất hay hát, tại vì ta rất thích hát và rất là thích để phô diễn cái gì đó qua âm nhạc. Lời nói cũng vậy, nhiều khi không phải là mình nói nhiều nói hay nhưng mà mình lại rất muốn nói. Nó là một thứ thói quen, nó là một thứ bản năng. Và cái thói quen này đó, nó lại ăn sâu vào trong tâm khảm, ảnh hưởng toàn bộ đến cuộc sống. Một người bắt đầu hành trình tu tập, tu với định tuệ hay là tu thiền, thì không thể xem thường cái cách mà chúng ta sử dụng ngôn từ, không thể xem thường cái cách mà chúng ta nghĩ rằng mình nói thôi có nó là sự vô tội vạ, đâu có chuyện gì đâu mà phải đặt nặng, phải nói nhiều như vậy. Nhưng mà kỳ thật, ví dụ như ngày hôm nay mình sống ở tại thời đại của thế kỷ 21 này, chúng ta đang chứng kiến một cái nạn rất lớn của nhân loại, đó là chúng ta gọi là misinformation, tức là những tin tức thay sai lạc. Đó là những thứ tiên truyền, những thứ tiên truyền ảnh hưởng lớn, những cái chế độ, những cuộc xâm lăng, ngay cả như phát xít hay là cộng chủ nghĩa cộng sản, đều cần đến một cái nguồn máy tuyên truyền rất lớn. Cái nguồn máy tuyên truyền đó cho thấy được một điều rằng quần chúng thường bị ảnh hưởng bởi những lời tuyên truyền, và tuyên truyền có một ảnh hưởng lớn, nó có thể làm cho mất cả một cái quốc gia, làm có thể đoạn tận cả một cái tình thân của người nếu đó là lời chia rẽ. Vì vậy nói đến ngôn từ, nói đến cái sự truyền thông, nói đến cái sự phát ngôn, thì rõ ràng là điều này có một cái ảnh hưởng lớn đến xã hội, đến lịch sử và đến cái cách sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Đối với hành giả đã tu tập thì rõ ràng là chúng ta không thể không thấy được là mình vào trong một trường thiền, hay mình tham dự một khóa tu, hay là bắt đầu mình tu tập, thì ngôn ngữ cần được điều chỉnh. Điều chỉnh ở đây không phải là chúng ta im lặng gọi là tỉnh ngộ. Ngay cả bút đàm, tức là mình viết bằng lời nói, mình viết không biết không nói được bằng lời, nhưng mà lấy cái viết nó cũng là một cách biểu lộ lời nói qua ngôn từ. Như chúng tôi nói rằng chánh ngữ không bao hàm cái chuyện là mình phát ra âm thanh bằng miệng hay không, mà
kể cả cái việc mình viết email, mình viết sách, mình viết thơ, mình viết báo, cái đó ở trong đó nó cũng nằm ở trong cái phạm vi của cách sử dụng ngôn từ để mà truyền đạt. Ngôn ngữ là một cái lợi khí, nó là một công cụ rất cần thiết. Mình học ở trong lớp học Phật pháp Buddha-dhamma này mà mình nói không có sử dụng ngôn ngữ thì làm sao mà mình truyền tải được những lời Phật dạy, làm sao mình trình bày được những ý nghĩa. Nhưng mà chúng ta cũng nên ý thức một điều là qua ngôn từ đó thì chúng ta thường tạo rất nhiều nghiệp bất thiện, do chúng ta không có đánh giá đủ hết cái ảnh hưởng nguy hại của tà ngữ, và chúng ta không có thấy rõ thế nào là chánh ngữ. Ở đây thưa quý vị, vì cái thời lượng của bài học chúng tôi không có đào quá sâu, nhưng mà chúng tôi xin nói đại khái là khi nào chúng ta học vào trong Phật pháp, Đức Phật ngài có nhiều cái định nghĩa về một điều gì đó, nhưng mà nói tới sự tu tập đó, thì thông thường ngài đơn cử một cách cụ thể để làm gì, để chúng ta có thể hiểu ngay và áp dụng được. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có chừng đó thôi. Thí dụ như hôm nay chúng ta học về chánh ngữ, quý Phật tử thường nghe nói là chánh ngữ là không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời độc ác, không nói lời nhảm nhí bổ ích. Bốn điều đó là bốn điều đơn cực cụ thể. Nhưng mà không phải chỉ có bốn điều đó mới là chánh ngữ, mà chánh ngữ còn có những điều khác nữa. Hay là chúng ta nói đến chánh nghiệp, thì Đức Phật dạy là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Nhưng mà chánh nghiệp không tạo cái thân nghiệp bất thiện, không phải chỉ có chừng đó còn nữa. Dạ. Do vậy ở tại đây đó, thì chúng ta nói rằng đối với đề tài chánh ngữ thì điểm đầu tiên có bốn điều nói về phương diện kiên đánh, tức là ngôn ngữ cần phải tránh, đó là nói dối, tức là cố ý nói sai sự thật, là nói hai lưỡi hay là lời nói chia rẽ, đem chuyện của người này nói người kia để chia rẽ, nói lời độc ác, tức là nói những lời cắt, nói những cái lời nói như lời mắng, nói những lời nói mà làm cho người ta đau trong lòng, như là mình móc biếm nhẽ vân vân. Thì cái lời nói thứ tư là nói vô ích, là nói những chuyện mà là mất thì giờ, mất thì giờ của mình và mất thì ngôn ngữ này, nói dối, nói độc ác và nói nhảm nhí vô ích, kiên tĩnh. Nếu chúng ta muốn có một người là trái ngữ, kiên tĩnh như vậy vẫn chưa đủ. Dạ, vẫn chưa đủ. Quý vị đừng ngạc nhiên rằng trong bài học ngày hôm nay đó, chúng ta không đơn cử bốn điều mà thường được thường nói như vậy, mà bên cạnh đó chúng ta còn nói rằng có những cái chuẩn mực nói điều đó tốt đẹp mà chúng ta phải thực hành. Điều đó Đức Phật dạy rằng có năm cái nguyên tắc là nói hợp thời hay nói đúng thời. Chúng ta lấy một ví dụ là đôi khi mình trách móc một người nào đó mà mình trách móc một cách chính đáng, một cách đúng, nhưng mà trách móc phi thời thì nó cũng tai hại. Thí dụ như là vợ chồng ta đang cãi nhau, người vợ cũng có lỗi người vợ, người chồng có lỗi người chồng, nhưng mà khi người ta đang cãi nhau thì mình đem cái lỗi của người này người kia ra mình nói đó, cái đó gọi là nói phi thời. Và nếu ai la mình nói rằng tôi nói xây dựng, tôi nói sự thật, xây dựng là một lẽ, sự thật là một lẽ, nhưng nói không đúng thời là đổ dầu vào lửa. Thì chúng ta nên nhớ một điều là đây là điểm rất là tế nhị. Ngay cả giống như Chư Tăng mà trong lúc người ta có cái lễ đám cưới hay lễ tân gia mà mình đến mình nói những cái chuyện mà vô thường, nói về niệm chết này nọ đó, thì thật ra nó cũng là sự phi thời. Điều đó Đức Phật ngài cũng nhắc chúng ta, dạ, nhắc chúng ta nên để ý là một cái lời nói gọi là khéo nói, nên nói nó phải đúng thời, nói với sự thật, dạ, nói với sự thật. Càng sống thì chúng ta càng hiểu rằng
cái lời nói dẫn đạo tâm tư mà chúng ta nói với sự thật á, thì chúng ta hướng tâm người đó hiểu một sự thật. Con người chúng ta thì thưa quý vị, đôi khi chúng ta hay có dùng cái gọi là ngoan ngữ, hay là mình nói cái gì một cách rất là cường điệu, hay là mình nói cái gì nói quá đi. Thì về những điểm này chúng ta nên nhớ là mình nên nói với sự thật, khiến người nghe các hiểu về sự thật, tập trung vào sự thật. Về điểm này thì đặc biệt là Đức Phật Ngài chú trọng lắm. Tại sao Phật Pháp không có dạy chúng ta về những cái chuyện mà bây giờ chúng tôi nghe có nhiều người tán thán người khác là bác đó, chú đó đã sống tốt lắm, bây giờ chết là chắc chắn sanh lên cõi trời, sanh về Tây Phương, sanh về này kia. Lời nói như vậy nghe làm cho cái tan quý của ai đâu. Nhưng mà thưa quý vị, ở sự thật là chúng ta không biết rõ. Sự thật là chúng ta không biết rõ. Chúng ta có thể cầu nguyện, chúng ta có thể hồi hướng phước, nhưng mà không nên nói một cái khẳng định, tại vì chúng ta không biết rõ. Ở trong rất nhiều trường hợp mà mình thấy rằng Phật Pháp dạy về vô thường, khổ, vô ngã, ngay cả khi Đức Phật Ngài dạy về sự bất tỉnh, thì cha mẹ của ông, của nàng Magadhyaya là giác ngộ, chứng thánh quả, mà trong khi của nàng Magadhyaya nghe cái chuyện vô thường, khổ não, bất tỉnh chẳng hạn, thì nghe bất mãn, nghĩ là Đức Phật Ngài chê cái sắc đẹp của mình. Ở đây chúng ta nên hiểu là sự thật, nói sự thật là chuyện đó rất là quan trọng lắm. Không nói dối là một chuyện, mà nói mà để dẫn dắt người ta hiểu sự thật, mà nhất là sự thật đó là sự thật mồm nhiệm lời lạc, thì điều đó là một cái khía cạnh khác mà chúng ta để ý. Nói với lời hòa nhã, nói với lời hòa nhã, như ông bà chúng ta nói là chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Không biết sao nhưng mà ở trong cái sự sử dụng ngôn từ đó, nếu chúng ta nói những cái lời nói tất cách hòa nhã đó, nó cũng là một cách tôn trọng người khác. Cái lời nói hòa nhã đem lại sự thân thiện đối với người khác. Và ở trong đời này không ai thích nói sẵn. Ở trong cuộc đời này không có ai thích bị nói như là một cái sự miệt thị, nói như sự coi rẻ. Thật ra nói cái lời nói hòa nhã nó cũng là một trong những cái tố chất giúp cho ngôn từ của chúng ta được tốt, được đẹp. Nói điều lợi ích. Nói điều lợi ích tức là một là mình yêu bạn, hai là mình nói những gì đó mà nó có lợi. Tại vì sao vậy? Nói những điều mà vô ích đó, nó là mất thì giờ. Ngày nay càng ngày chúng ta càng thấm thía được thì giờ nó quý đến mức độ nào. Không có điều gì nản cho bằng mình cứ cà kê chỗ này, cà kê chỗ kia để nói những cái chuyện mà không đâu ra đâu hết và nó không lợi lạc cả hết. Và về cái chuyện mà nói không có lợi ích đó, đối với các cái nơi tu tập như là trường thiền hay là các ngôi chùa mà chú trọng về tu tập bát quan trai hay là tu tập thiền quán, thì những vị hướng dẫn, đặc biệt là các vị thiền sư, luôn luôn nhắc cho chúng ta thấy rằng cái lời nói mà không có lợi ích đó, gọi là lời nhảm nhí đó, nó ảnh hưởng, nó nguy hại, rất nguy hại đến cái sự tu tập của chúng ta. Mình ngồi thiền một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, rồi sau đó mình quay ra ngoài mình nói chuyện mà không có chánh niệm, thì chỉ trong 5 phút, 10 phút đó, là nó khiến cho chúng ta giảm đi cái lực của chánh niệm. Nên chi trong cuộc sống hàng ngày nói những điều lợi ích đã đành rồi. Nhưng mà ngay trong cái chuyện tu tập đó, chúng ta phải rất là cẩn trọng là cái gì cần nói thì hãy nói, còn cái gì không cần thì đừng nói. Và điều thứ 5 mà một cái chuẩn mà Đức Phật dạy rất là rõ đó là chúng ta nói về tâm từ. Cho dù đó là một sự thật, cho dù đó là một điều tốt, nhưng mà mình nói ra với cái dùng ích là dùng cái đó làm cái vũ khí miệng lưỡi để công, để đả phá người này kia, nói cái đó thiếu gốc của tâm từ. Khi mình đã nói cái tâm từ rồi đó thì chúng ta sẽ thấy khác biệt. Ví dụ như là cũng nói pháp mà chúng ta nói một cách cao ngạo, nói để chứng tỏ là mình hiểu biết nó khác, nhưng mà mình nói pháp mà mình nói với tâm từ là mong lợi ích cho đại chúng nó khác. Cũng thời cái lời nói xây dựng mà chúng ta nói với tâm từ đó, thì chúng ta không dùng cái lý lẽ để áp đảo người khác, để làm nhục người khác, mà chúng ta nói, chúng ta nghĩ ngay đến cái lợi ích của cái người nghe, cái đó gọi là nói với tâm từ. Do vậy khi
thưa quý vị, chúng ta nói về chánh ngữ thì ở trong Bát Chánh Đạo đơn cử một cái cụ thể là không nói dối, không nói chia rẽ, không nói những lời cay nghiệt, không nói những lời vô ích. Nhưng mà ở một mặt khác gọi là cái thiện xảo trong lời nói, một cái lời nói tốt đẹp đúng nghĩa đó, thì Đức Phật dạy chúng ta là nên tập nói đúng lời, nên tập nói sự thật, nên tập nói lời hòa nhã, nên tập nói lời lợi ích, và nên tập nói với một sự ý thức rằng mình đang nói với lòng từ. Những điều này nếu chúng ta áp dụng lời Phật dạy thì mình thấy cái lợi lạc ngay trước mắt. Và thưa quý vị, riêng về cái chánh ngữ, gọi là ngôn ngữ hiền thiện, ngôn ngữ tốt đẹp, ngôn ngữ chân chánh, ngôn ngữ lợi lạc, ngôn ngữ mà tạo ra cái thiện nghiệp đó, thì chúng ta phải nói là trong kho tàng kinh điển có rất nhiều bài kinh, nhiều lắm, và rất nhiều bài kinh. Mà khi nãy chúng tôi nói với quý vị là chúng tôi có chút phân vân là không biết là có nên nói nhiều về điểm này hay không, bởi vì chúng ta có một bài học, một cái phần ở trong Bát Chánh Đạo, thành ra cái bố cục cũng như cái lượng thời lượng phải cân bằng. Nhưng mà chánh ngữ thì nghĩa là nhiều lắm. Chúng tôi ở đây có ghi ra một vài điểm để chia sẻ cùng quý vị, đó là Đức Phật Ngài có dạy là Như Lai nói rằng người cố tình nói dối thì không có ác hẳn nào không làm được. Mình nghĩ rằng mình có thể nói nhiều, mình có thể nói sai, mình có thể nói vô ích, và mình có thể có những lời nói không tốt đẹp. Nhưng mà thấy như vậy chứ gọi là khẩu thì xà, nhưng mà tâm Phật, chúng ta đừng nghĩ thơ để nghĩ về chuyện này. Đừng nghĩ thơ, nghĩ rằng có gì khẩu xà tâm Phật đâu. Thật ra có một chuyện mà một người đã nói dối, và nói dối một cách thoải mái, nói dối một cách cố định và vui trong nói dối đó, thì người đó không có cái ác nghiệp nào không làm được. Cái khả năng mà có thể làm được ác nghiệp đó dễ lắm. Và không phải trong kiếp luân hồi, kiếp nào chúng ta cũng gặp Phật Pháp, kiếp nào chúng ta cũng gặp các bậc thiện ý, mà có một số kiếp chúng ta sống một mình. Sống một mình đó không được soi sáng, không được thấy biết rõ sự thật, thì thưa quý vị, chúng ta dễ dàng nói dối. Mà dễ dàng nói dối thì chúng ta dễ dàng làm tạo các ác nghiệp. Chính Đức Phật Ngài dạy cho Tôn giả Rahula là đối với vị Sa Môn đó, thì còn biết nói dối mà không biết hổ thẹn, thì giống như là một cái thao úp trống rỗng, đời Sa Môn sẽ trống rỗng nếu mà nói dối mà không biết hổ thẹn. Và ở trong một cái bài kinh Y Tí Quý Tất Cá, thứ vị tức là trong tiểu mục kinh, thì ở trong đó có câu Phật ngôn, Như Lai nói rằng một người có một cái ác hạnh mà không nên làm, đó là gì? Đó là cố ý nói dối. Đó là cố ý nói dối. Không có một người nào không có xấu hổ khi nói dối, cố tình nói dối, mà có ác hạnh nào họ không giúp làm. Chúng ta lật lại Y Tí Quý Tất Cá bài số 25, chúng ta sẽ thấy câu Phật ngôn đó. Và thưa quý vị, một trong những cái khía cạnh mà chúng ta nên thường để ý và để ý một cách khó chánh niệm, và một cách trường hợp chánh niệm tức là tự nhắc chính mình về thất niệm, chúng ta hay rơi vào trường hợp này, tức là để giữ cho cái cuộc sống vô hại đó, thì chúng ta phải coi chừng cái miệng mình, coi chừng lời nói. Lời nói chúng ta chỉ gây hại cho người khác lắm, lời nói rất dễ. Chúng tôi làm trụ trì, chúng tôi biết có một điểm như vậy, thưa quý vị, là mình phải lắng nghe nhiều người. Người ta nói thì mình không thích làm, nhưng mà người ta nói thì người ta hay tìm cái phản ứng của mình, họ hay tìm lời nói của mình. Thí dụ có Phật tử A nói với chúng tôi là Phật tử B thế này thế kia, mà chúng tôi thiếu chánh niệm, chỉ cần nói ồ làm như vậy là sai, là thế này thế kia, họ sẽ dẫn chứng lại. Họ sẽ dẫn à, sư trụ trì nói như vậy đó, sư cả tuyên bố như vậy đó, nói mà A và B là xấu, cái đó nó cũng đổ đời rồi. Thật ra trong cái cuộc sống này đó, chúng tôi để ý các vị trưởng lão,
thường là các ngài có được sự im lặng. Dạ, sự im lặng. Khi nghe cái gì nghe, mặc dù mình biết mình phản ứng, mình trả lời đó, thì làm cho cái người nói hoan hỷ. Thật ra, có rất nhiều người, họ nói dối, nói độc ác, nói chia rẽ, nó chẳng như vô ích, chỉ vì một lý do là họ thích làm vui lòng cái người mà mình đang nói chuyện đấy. Chuyện nó xảy ra thường lắm, chúng tôi thấy thường lắm. Ví dụ mình nói chuyện với ai đó mà làm cho người đó muốn được có thiện cảm với mình, có cảm tình, mình tranh thủ tình cảm người đó, tranh thủ thiện cảm với người đó, thì mình gọi là thêm mắm thêm muối, thêm hành thêm tỏi, thêm gia vị vào để cho nó được hào hứng, được vui. Và thêm gia vị vào thường là mình nói chuyện thiên hạ, nói chuyện ông này bà kia, thì mình cũng thêm mắm thêm muối vào cho đậm đà, từ cái nhỏ đến cái lớn, từ cái mà mình nghĩ là vô hại nhưng đến điều tai hại. Và không biết bao nhiêu sự mít lòng, bao nhiêu sự phiền phức là do cái chuyện mà nó đi ra lại trong cuộc sống. Về điều nghĩa thì người tu tập phải để ý. Phải để ý. Và chúng ta sẽ thấy một cái chuyện mà rất là rất là lạ lùng, là khi mà mình đọc ở trong Tăng Chi Bộ Phẩm Mười Pháp, bài kinh số 176, thì Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta có thể thanh tịnh hóa bản thân bằng cách nào? Bằng cách làm tốt cái khổ nghiệp của mình. Đức Phật ngài đơn cử một cách rất là rõ ràng, là một người thể thanh hóa, tịnh hóa bản thân bằng cách là tu tập làm sao để không nói dối. Nói dối đây là khi mình đưa ra làm chứng trước pháp đình, hay đến một nơi nào đó để đối chất, cái nào mình biết mình nói biết, cái nào không biết mình nói không biết. Không phải chuyện có nói không, chuyện không nói có. Khi nào mà mình muốn thanh tịnh hóa bản thân bằng cách là không nói lời chia rẽ, thì thưa quý vị, mình không có cố ý nói chuyện, nói lời gì đó để người này xích với người kia, để người kia chia rẽ với người đó, mà mình chỉ nói những lời mang lại hòa khí. Chúng tôi biết rằng có những vị, chúng tôi biết có những vị vị hòa thượng, những vị lớn, mà trong đó có hòa thượng Hộ Giác, chúng tôi học điều rất là hay của ngài, là khi người này đến gặp ngài để nó giận người kia đó, ngài ngồi ngài lắng nghe, ngài có cái người chịu lắng nghe, và sau khi lắng nghe rồi đó, thì ngài lại nói thêm những lời đó làm cho cái người nói bớt phiền não. Bớt phiền não. Chúng tôi nhớ rằng khi chúng tôi về làm trụ trì á, thì nó có những chuyện phiền não trong chùa. Mình còn trẻ, mới 21 tuổi thôi, và Phật tử người này kia họ đã làm những chuyện không thích, thì em lên than phiền với ngài. Thì ngài mới nói rằng ngày nay ngồi lắng nghe, lắng nghe một hồi thì ngài nói rằng thật ra Giác Đăng ơi, mình thấy vậy cho nó không đến nỗi như vậy đâu. Thì khi mình giận thì mình hay cương điệu về cái gì đó, nhưng mà khi mà ngài nói như vậy cảm thấy mình dịu xuống, thì cái lời nói là mang lại sự hòa hợp, lời nói mà xóa đi những cái sự phân cách đó, thì nó cũng là một để tu tập, đừng có thường chuyện đó. Nói lời dẫn đến sự hòa hợp, nói lời để tránh sự chia rẽ, cái đó cũng là một cái tu, thưa quý vị. Sở dĩ mà chúng tôi nói quý vị là quý vị tìm ở trong Tăng Chi Bộ Phẩm Mười Pháp, bài kinh 176, quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật ngài dạy những điều mà chúng ta không có tưởng tượng thường thường được. Đó là mình có thể thanh tịnh của mình bằng cách là trau dồi chánh ngữ, rồi không nói lời độc ác, không nói lời độc ác, tức là nói với tâm từ, mình nói với ngôn ngữ hòa nhã, rồi không nói những lời vô ích, tức là mình từ bỏ những lời nói mà ở ngoài đời người ta nói ngôn ngữ là nói tào lao, nói xàm, nói không ra gì, nói vô ích, nói nhảm nhí, nói là mất thời giờ mình và người khác, cái đó cũng là một cách tu tập, cái tu tập rất là lợi lạc. Thưa quý vị, đây cũng là một cái chuyện rất là thú vị. Quý vị nào là Trung Bộ Kinh, trang 117, bài kinh 117, ở trong đó đó, thì Đức Phật ngài định nghĩa về ba cái phẩm chất nó tương quan với nhau. Đó là chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Xung quanh cái gọi là chánh ngữ. Khi đọc bài kinh đó thì chúng ta sẽ thấy rằng tại sao mỗi một chi phần của bát chánh đạo là một yếu tố, và những yếu tố này phải đi chung, phải hòa quyện với nhau.
để tạo nên một cái lực thực sự cho người tu tập. Một cái người thất niệm không thể nào mà nói chánh ngữ được hết. Một cái người thất niệm á, một cái người mà thiếu tinh tấn thì rất là khó có lời nói chánh ngữ được. Và một người không có chánh kiến thì không nói được chánh ngữ được. Và chúng ta thấy lạ không? Nhưng mà để có được chánh ngữ đó thì ở trong mình cái đến nhân là mình phải có chánh kiến, phải có chánh tinh tấn và phải có chánh niệm. Phải có chánh kiến là gì? Tức là chúng ta phải có cái tầm nhìn chung là cái cuộc sống là như vậy, cái bối cảnh là như vậy, thì cái lời nói của mình đó, nó để lại những hệ quả như thế nào? Lời nói chánh ngữ, tà ngữ nó ảnh hưởng như thế nào? Cái đó gọi là cái nhìn đúng. Rồi chúng ta phải có sự cố gắng. Cố gắng cái gì? Cố gắng để làm sao giảm bớt những lời nói gọi là tà ngữ. Cố gắng làm sao để chúng ta thường có thói quen nói là chánh ngữ. Cái đó gọi chánh tinh tấn. Và khi mình nói tới chánh niệm thì chúng ta thấy rõ ràng là đa phần những lời nói của chúng ta gọi là lời nói bất thiện, lời nói tà ngữ, nó đến từ cái gọi là thất niệm hết. Mình phải có chánh niệm mình mới không lỡ lời, mình mới có chánh niệm mình mới không nói một cách quên mình, mình có chánh niệm mình mới có khả năng im lặng ở trong chánh niệm. Mình có chánh niệm mình mới có khả năng sử dụng lời nói một cách vừa phải. Quý vị biết có một chuyện này mà đôi khi chúng ta rất khó để nói với quý Phật tử, là khi mình chúng ta đi hành hương vào ở trong xe bus hay trong khách sạn, thậm chí trong một nơi nào đông người đó, mà mình nhớ lời Phật dạy, mà cái lời Phật dạy cách đây hơn 25 thế kỷ nó vẫn có giá trị như ngày hôm nay. Đó là trong chỗ đám đông đó, nếu mình cần phải nói đó thì nên nói một cách vừa phải, âm lượng vừa phải cho đủ hai người nghe. Chúng ta ồn ào những cái chợ bô trung khách sạn, đi ra hành lang cũng đó ồn ào những chợ, đi vào phi trường ồn ào cái chợ, đi vào trong chánh điện ồn ào những cái chợ, cái đó là thất niệm. Vì nhớ là vào Trung Bộ là cái bài kinh 117, chúng ta sẽ thấy rằng rất là thú vị khi Đức Phật ngài dạy là để có được cái chánh ngữ đó thì người đó phải có chánh kiến, phải có chánh tinh tấn và phải có chánh niệm. Và thưa quý vị, cách đây không lâu thì chúng ta có đề cập đến một cái phần trước Pháp cơ bản, ở trong đó có nói về một số bài, một số giai thoại, và chúng tôi tạm dùng một cái chủ đề là con nhà Tông. Mà nói cho đủ là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Chúng ta không phải là Phật, nhưng mà chúng ta có thể học ở Đức Phật rất nhiều điều. Chúng ta không phải là Phật, nhưng mà chúng ta là con Phật, thì nên học theo hạnh với Đức Phật. Và có người hỏi Đức Phật rằng, có bao giờ Ngài nói cái lời gì đó mà khiến cho người khác buồn lòng không? Thật ra, đó là một cái xúi dục của Thái Ni Cần Thá bên phương tự Aphaya để đến vấn nạn Đức Phật. Đức Phật nói, có thì nói như vậy Đức Phật cũng là phàm phu, vì nói lời làm cho buồn người khác. Mà nếu nói không thì nói rằng tại sao Đức Phật đã tuyên bố Địa Bà Thập Ba sẽ lãnh cái ác nghiệp, vân vân, là ác quả vô cái ác nghiệp khiến Địa Bà Thập Ba buồn, ví dụ như vậy. Và Đức Phật ngài đã trả lời, ở trong sự trả lời của Đức Phật ngài đưa ra 6 trường hợp dựa trên 3 cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn đầu tiên đó là không đúng với sự thật và đúng sự thật. Thì thưa quý vị, Như Lai không bao giờ nói những điều không đúng với sự thật. Ngài chỉ nói những điều gì đúng với sự thật thôi. Những điều không đúng sự thật ngài không nói. Nhưng mà không phải điều đúng sự thật nào Đức Phật cũng nói đâu. Những điều nào đúng sự thật, điều đó phải liên hệ đến cái mục đích giác ngộ giải thoát, có lợi lạc cho chúng sanh. Chứ nếu đúng sự thật mà nói rằng tại sao nước biển nó mặn, tại sao lá nó xanh, và tại sao ăn có lúc còn lúc ít vân vân, thì nó cũng hẳn là điều đó mang lại cái lợi thiết thực cho cái người tu tập giải thoát. Do vậy Đức Phật này nó đúng sự thật rồi, nhưng mà điều đó
sự thật đó phải là sự thật nguyên thủy nhất của giải thoát. Và đồng thời ngài cũng dạy là nếu cái lời nào đúng với sự thật liên hệ nhất của giải thoát mà người nghe ưa thích thì Đức Phật đã thường nói, người nghe khoan hỷ Đức Phật thường nói. Nhưng mà nếu trong trường hợp nào đó mà đặc biệt là dù người nghe không ưa thích nhưng mà có lợi cho người ta thì Đức Phật cũng nói. Dạ, nhưng mà người nói thật thôi, đó là chúng ta nghe. Thì thật ra những điều này không hẳn là chánh ngữ trong tiêu chuẩn của chúng ta được, tại vì Đức Phật là Phật. Dạ, nhưng mà chúng ta thể từ điều đó đó mình học được. Dạ, mình học được cái gì là đáng nói trên phương diện văn hóa, cái gì đáng nói trên phương diện giúp ích cho người khác, cái gì đáng nói khi mà chúng ta sống có cống hiến, và đặc biệt là sống trong cống hiến trong ngôn từ, nhất là mình viết sách, mình trực tác, hay là bây giờ mình có những bài nói chuyện của mình, nên có học những hạnh như vậy. Và thứ gì nếu mà chúng ta đọc vào trong Kinh Sa Môn Quả, Kinh Sa Môn Quả hay là ở trong Tư Bộ Kinh này, trong Tư Bộ lớp học mà chúng ta sẽ học sắp tới đó, những bài học sắp tới đó, thì cái phần này có đề cập đến những cái chủ đề thì là vô ích. Để giảm đi cho một vị sa môn. Dạ. Thí dụ bây giờ chúng tôi là nhà sư tu tập, mà chúng tôi tối ngày bàn với quý vị về chuyện đá banh. Đá banh là một chuyện sôi nổi, đá banh là một chuyện mà hấp dẫn nhiều người. Nhưng chúng tôi là nhà sư, chúng tôi bàn chuyện đá banh đó là nó buồn. Là nó là nó buồn. Hay là chúng tôi vào đây để chúng tôi ngồi nói chuyện với quý vị về máy móc. Mình xài cái này đó là công nghệ cao, kia là công nghệ thấp, mình làm này thì cái đó là giảm đi bụi. Nếu chúng ta đọc vào những lời Đức Phật dạy ở trong Kinh Sa Môn Quả và nhiều lời khác, thì Đức Phật nói có những chủ đề mà một đại sư, một người tu tập, một vị tu sĩ không nên bàn, tại vì nó phải là cái đề tài mà mình là vị tu sĩ nên bàn. Do vậy thấy rằng có lúc chúng tôi hỏi, có người hỏi chúng tôi vì tại sao mà lớp Phật Pháp Bố Đa Ra Ma chúng ta chỉ mở một ngày có 2 giờ, mà trong khi những cái lớp khác mở ra 4 giờ đồng hồ, thì chúng tôi cũng phải thưa quý vị rằng mở 2 giờ là mình đã không đủ người làm rồi, đã mệt rồi, với chúng tôi đâu có giờ đâu mà từ sáng đến chiều ôm máy hoài. Nhưng mà chúng tôi phải nhìn nhận một việc nữa, mà nói xin lỗi được không phải là muốn lòng mến lòng nhiều vị, nhưng mà những cái room mà nói chuyện đời thì không nói gì, nhưng room nói chuyện đạo thì chúng ta chỉ nói những Phật pháp thôi, những lễ thôi, mà không có nên cả ngày lẫn đêm cứ nói đủ cái chuyện, nói chuyện đông tây nam bắc, nói chuyện nhảm nhí bất thì giờ thì thà nói ít nhưng mà tốt hơn nói nhiều vô ích, nói ít mà có lợi hơn nói nhiều vô ích. Nếu mà tôi dạy rằng nhiều nói 1.000 lời mà tất cả đều là vô ích, không mà nói một lời mà nghe xong tâm tĩnh lại, chúng ta nhớ lời Phật dạy, nói nhiều mà vô ích, dù nói cả ngàn lời không bằng nói một lời mà vô ích. Thành ra tại sao chúng ta phải rung nói nhiều rồi lên bàn hoa tán lại một cái vô ích vậy? Dạ. Thành ra trong cái gọi là chánh ngữ đời sống tu tập thì nói những gì đáng nói. Và một cái vị mà không, tuy là có thể không có phải là xuất gia, nhưng mà vào trong trường thiền chẳng hạn, vào trong khóa tu, thì đặc biệt là nếu không giữ im lặng được mà nói thì nói những gì cần thiết, rất cần thiết. Và cái sự cần thiết đó phải được hiểu là có những đề tài gọi là cần thiết, có những đề tài không có cần thiết. Chúng ta thấy rằng chúng ta hãy buông mình theo những điều, ví dụ như ở trong chùa chúng tôi xây phần đài lộ thiên, và có một cái hồ sen, thứ và có hồ sen thì xây hồ sen lên, có Phật tử xây ra họ bàn sen này, tại sao trồng sen này là trồng sen kia, tại sao mình phải để nước nhiều, tại sao phải để nước ít, tại sao
hồ sen không được vuông mà phải có lũng ra lũng bơ, nó bắt đầu xây rồi. Dạ, xây rồi. Thì điều đó nó cũng có một phần là ý kiến, một phần là sự bổ ích. Dạ, thí dụ như chuyện đã rồi, bây giờ cái hồ sen xây ra có chỗ lũng ra lũng bơ, mà mình nói rằng làm sao thẳng thì bây giờ làm sao ai mà sửa lại, chẳng ai đập ra sửa lại, thì nó không phải là chuyện cân bằng nữa thôi. Như vậy. Sorry. Mới nghe chuyện hồ sen của chùa thì không có chuyện gì là gọi là nó nhảm nhí hết, nhưng mà nếu cứ để ý không có chánh niệm giúp chúng ta thấy nhiều khi nhảm nhí lắm, chuyện qua rồi thì mình có nghĩ được thôi. Và chúng ta cũng nên học cũng như là ở trong tăng chi Đức Phật ngày dạy về 10 cái đề tài, và 10 đề tài gọi là những đề tài tốt đẹp để nói chuyện. Ở đó nó là phần chánh ngữ, bên là chánh ngữ nên biết những đề tài đó, như là chúng ta nói về đề tài về tri túc, đề tài về sống độc cư, đề tài về sống ly dục, đề tài về học giới học tăng trưởng, định học tăng trưởng, tự học tăng trưởng, về giải thoát tăng trưởng, giải thoát tri kiến tự vân vân. Thì mình cũng hiểu là nó có những đề tài, dạ, đề tài này gọi là đề tài tốt, đề tài nên bàn, đề tài nên nói, dạ, cái đó mình cũng nên bàn nên nói. Và ngay cả gọi là trong cái ngôn ngữ thiện xảo đó, thì nó có những điểm tiếng gì khác, những điểm tiếng gì đó có lẽ chúng ta không dừng đó. Ví dụ như là mình đọc ở trong kinh Đức Phật ngày dạy mình về ngôn ngữ đó. Ngày Hậu Giác này nói rằng nếu mình đọc kỹ thì Đức Phật giống như một ông cha mà dạy con, và dạy đủ điều hết, chứ không phải là Đức Phật nói đại khái đâu. Thì ngày nói rằng khi mình nói chuyện thì nên nói dễ nghe, nó rõ ràng, nó mạch lạc, và đừng có nói thiều thào, đừng có nói nó không rõ ràng, ngắt đoạn, bỏ chữ những chỗ không đúng. Ở đây chúng tôi phải nói rằng ở trong lớp học có nhiều khi chỉ riêng mà chúng tôi nghe quý Phật tử, đôi khi quý vị đọc bài cũng thấy tội nghiệp, là quý vị chấm câu thì ngắt không đúng chỗ, nghe nó lạ lắm, chỉ mới nghe rất lạ. Thí dụ như là chúng ta nói rằng những cái ý hướng về danh lợi đó nó hại cho cuộc sống tu hành, thì mình nói là thế mình đọc mình nói những cái suy tư về danh lợi rồi nhưng chỗ đó có hại cho đời sống tu hành thì không, những cái suy tư về danh rồi chấm lợi hại cho đời sống tu hành thì nó về danh rồi chấm nhưng chỗ đó rồi lợi hại đời sống tu hành thì nó có vấn đề. Nhưng mà chúng ta hãy nghe những chuyện như vậy, và Đức Phật này có dặn chúng ta là nói chuyện thì nói rõ ràng, và chúng ta nói rõ ràng, nói đừng có nút chữ, nói đừng có thiều thào, nói đừng có có nhiều khi trong bản dịch của Tiểu Minh Châu sau này mình tìm những phiêu phao này, hay là nói nhanh quá, nói làm cho người ta lẫn lộn. Và cũng có một nhiều vài đoạn ví dụ Đức Phật này dạy là mình muốn xây dựng người khác, và mình muốn xây dựng người khác thì trước khi mình nói mình phải phản định lại coi mình có nên nói. Ví dụ như là thân nghiệp của mình hiền thiện thì mình mới nên xây dựng người khác, khẩu nghiệp mình hiền thiện mình nên xây dựng người khác. Nếu bản thân của mình không hiền thiện mình đi xây dựng người khác thì lời nói xây dựng nó lại có giá trị, mặc dù nó là nó xây dựng. Và mình cũng phải hỏi rằng cái lời nói của mình nó có đúng thời không, lời nói của mình nó có nói sự thật hay không, lời nói mình nó là lời nói hoài nhã hay không, lời nói của mình là nói có lễ hay không, là lời nói mình nó đến từ tâm từ hay không, thiếu vậy thì ở trong tăng duy một kinh tập năm thì Đức Phật ngày có dạy rằng ngay cả mình nói điều thiện, mình nói muốn xây dựng người khác thì mình cũng phải rồi cũng phải đặc biệt để phản tỉnh những lý do. Chúng tôi đơn cử ra một số các bài kinh để quý Phật tử thấy được rằng khi mà chúng ta nói đến chánh ngữ nó không đơn giản đâu, là chỉ là nói mà đâu có chuyện đâu, làm mới là quan trọng. Không, dù là thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, cái nào cũng quan trọng hết. Thân nghiệp cái này dĩ nhiên là ý nghiệp quan trọng nhất rồi, nhưng mà thân nghiệp, ngữ nghiệp này quan trọng.
Và đây là một đề tài rộng, mà trong đề tài đó thì rất cần mỗi chúng ta xét lại, suy gẫm kỹ những lời dạy của Đức Phật mà tìm đó đây, từ ở trong Kinh Tạng, Luật Tạng, trong Thắng Pháp Tạng, ở đâu cũng có điều mà chúng ta gọi là những lời Phật dạy về chánh ngữ, về tà ngữ. Và chúng ta nếu mình nghĩ kỹ sẽ rất là ngạc nhiên là trong cái thời khắc quan trọng nhất, đó là thời khắc tuệ giác sanh khởi, đoạn trận tận hay là giáo thiếu vĩnh viễn các kiết sự, thì thời khắc đó cũng có sự đồng sinh của Bát Di Đạo. Trong Bát Di Đạo cũng có chánh ngữ. Cái chánh ngữ nó đi sâu, đi xa, đi tận cùng, ở trong hành trình dài từ luân hồi cho đến giác ngộ giải thoát như vậy. Nên khi chúng ta không nên nghĩ rằng đây là một đề tài dễ hiểu quá, mà chánh ngữ nghe ai cũng hiểu, không nói dối, không nói chia rẽ, không nói độc ác, không nói nhảm nhí, dễ hiểu quá mà. Không phải như vậy đâu. Đây là một đề tài tế gì, đề tài rất lớn. Và khi Đức Phật ngày dạy cho tôn giả Rahula, còn nhỏ ngày dạy rất kỹ về điểm này. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn chia sẻ đôi điều về đề tài chánh ngữ là như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp theo qua phần thảo luận liên quan đến đề ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi thảo luận thì rất là quan nghĩ là giờ này thấy có Hòa Thượng Từ Siêu có mặt ở trong lớp học. Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, không biết Hòa Thượng có có trước máy không, nếu Hòa Thượng Từ Siêu nghe được, kính thỉnh Hòa Thượng dạy vài điều về đề tài này, xin thỉnh Hòa Thượng. Một lần nữa không biết là Hòa Thượng Từ Siêu có ở trước máy và nghe được không. Quý Phật tử chờ một chút nha. Chúng tôi nghĩ rằng có thể là Hòa Thượng Từ Siêu tạm thời không có trước máy. Và hiện nay thì chúng ta cũng không có các vị giảng sư nào khác ngoài Hòa Thượng Từ Siêu. Nên thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Nên chúng tôi sẽ tiếp tục để nói về điều này, và hy vọng rằng khi nào Hòa Thượng Từ Siêu vào có mặt ở trước máy đó, thì quý vị quan hệ cho chúng tôi biết. Chúng tôi không biết là Hòa Thượng vào, Hòa Thượng có lên tiếng được không. Thưa Phật tử, chúng ta trở lại với đề tài chánh ngữ. Chúng tôi muốn nói về điều này là có một lần chúng tôi ở trong trường thiền ở bên Udon, và ngài thiền sư đã gọi bốn người Phật tử lên, và ngài đã yêu cầu mấy vị đó rời khỏi trường thiền lập tức. Mà một ở trong bốn vị đó lại là có một vị là thí chủ của một cái buổi trai tăng tương đối cũng lớn, vì đến từ Bangkok. Thật ra thì chúng tôi làm trụ trì qua đó tu tập thì chúng tôi cũng học được nhiều điều hay, nhưng mà phải nói rằng khi chúng tôi thấy cái thái độ dứt khoát của ngài đó, thì ở trong một cái bữa uống nước buổi trưa đó, 4 giờ chiều ngài gọi mọi người lên uống nước đó, thì ngài yêu cầu bốn vị đó rời trường thiền đó. Bởi vì ngài thấy bốn vị đó đã 3 lần ngồi nói chuyện tùm nhiên tùm ba, nói chuyện một điều không bằng tỏ không có nên ở trong trường thiền, thì bốn vị này đã lễ ngài và đã khóc, đã lễ ngài khóc để rời chùa. Thì thật ra trong lúc đó thì chúng tôi cũng nghĩ rằng ngài hơi nặng tay, ngài hơi nặng tay, mặc dù có kỹ cương đấy, nhưng mà cũng đến đổi mà phải mời các vị gọi trường thiền như vậy. Nhưng mà càng về sau này thì chúng tôi thấy nó có một chuyện như vậy, thưa quý vị, là nói chung á, cái chánh ngữ nó ảnh hưởng nhiều đến chánh niệm, và chánh niệm ảnh hưởng nhiều đến chánh ngữ. Nếu mà mình tu tập càng có chánh niệm thì mình càng khoan hỷ với sự im lặng. Nếu mình tu tập mình có chánh niệm thì mình thường là mình chỉ nói những điều gì cần phải nói, chứ mình không có nói lung tung, nói miên man. Những người nào mà hay nói và nói một cách không cần biết chuyện đó hay dở, đúng hay sai, những người nào nói mà chỉ nói nghĩa là thích tương đối cứ nói, mà nói một cách thiếu chánh niệm, thiếu ý thức, thì người đó khó tu lắm, rất là khó tu.
cái tâm ý tạo ra lời nói, nhưng mà lời nói đó thì nó là ảnh hưởng đến tâm ý của mình. Quý Phật tử thấy một điều như vậy là ở trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi mình cũng không xấu, nhưng mà mình ngồi với bạn xấu mà mình nói với bạn nói chuyện một hồi rồi thì đâm ra mình cũng xấu. Và cái đó mình không để ý đâu. Ví dụ như là bản thân của mình không có thương, mình không có thường ngồi lê nước mắt, mình không có thường nói lời chia rẽ, mình không nên nói lời này với người, lời này lời kia. Nhưng mà nếu quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Dạ được biết là Hòa Thượng Bích Siêu đã vào trong lớp học. Thì mới nhắn. Dạ, xin kính thưa Hòa Thượng. Dạ, bây giờ để xin Hòa Thượng Bích Siêu có vài lời với quý vị Phật tử. Không biết Hòa Thượng có ở trước Hòa Thượng nghe được không? Dạ, kính cung kính Hòa Thượng Bích Siêu. Anh Đồng Bộ Phật Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Ở cái bạch Chư Tùng Đức, vì hôm nay chúng tôi cũng vừa thuyết pháp xong buổi chiều, ngày mai phải đi dạy nữa, cho nên chúng tôi cũng nghĩ rằng sẽ nghỉ ngơi sớm. Nhưng mà được nghe nói là Hòa Thượng Giác Đẳng mời chúng tôi chia sẻ một chút về bài học ngày hôm nay. Với lại trong rừng cũng không có các giảng sư, nên chúng tôi mới vào để chia sẻ. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nói về chánh ngữ thì chúng ta học trong Thắng Pháp, chúng ta cũng biết rằng cái tâm sở chánh ngữ trong ba trong tâm sở giới Phật một là nó tương ưng với cái tâm đại thiện hay là tâm thiện dục giới, hai là nó tương ưng với 40 tâm sự thế, vai trò của chánh ngữ khi mà nó hợp với cái tâm thiện dục giới thì cái chức năng là kiêng tránh những cái lời nói ác, những cái lời nói bất thiện, tức là kiêng tránh nói dối, Musa Wada Viramani, kiêng tránh cái lời nói đâm thọc, Pisuna Wacha Viramani,
kiên tránh cái lời nói độc ác. Pharo sẵn qua cha và quê rồi mình đi, kiên tránh cái lời nói nhậm dí xâm. Sập sọc bà lá quê rồi mình đi. Thì ở đây thì quý vị, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta giữ giới là chúng ta sử dụng cái tâm thiện dục giới với cái chi phần là tâm sở chánh ngữ để ngăn ngừa những cái lời nói ác đó. Và khi nào mà có cái sự kiên tránh cái lời nói ác, cái lời nói dối, kiên tránh cái lời nói ly gián, kiên tránh cái lời nói độc ác, kiên tránh cái lời nói nhậm nhí, thì lúc đó mới có cái tâm sở chánh ngữ nó phối hợp với tâm thiện dục giới. Tâm thiện dục giới không phải lúc nào nó cũng có chánh ngữ, vì ba tâm sở giới phần nó thuộc về tâm sở bất định và đi riêng. Bất định có nghĩa là lúc nào mà người tu tập giữ giới, giữ giới khẩu, khẩu hành, thì lúc đó nếu có thì mới có chánh ngữ. Lúc nào mà tu tập ngăn trừ cái ác nghiệp về thân thì mới có chánh nghiệp. Khi nào mà ngăn cái sự nuôi mạng tà bại thì lúc đó mới có chánh mạng. Còn nếu mà lúc bình thường chúng ta dùng cái tâm thiện dục giới để làm việc thiện bố thí, hay là làm cái việc thiện cung kính đảnh lễ, đảnh lễ bậc trưởng thượng, đảnh lễ Phật, vân vân, thì lúc đó là không có chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng phối hợp. Như là cái lúc mà chúng ta hành thiền, chúng ta niệm đề mục, thì lúc đó cái tâm thiện dục giới nó chỉ phát huy về chánh niệm, nhưng mà không có phát huy về, nó không có tương ứng với chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng. Cho nên gọi là ba giới phần nó thuộc về cái tâm sở bất định đối với cái tâm thiện dục giới, và gọi là đi riêng. Tức là khi nào mà một cái tâm thiện, một cái sát na tâm thiện nó sinh khởi, hễ có chánh ngữ, hễ ngăn ngừa khẩu ác thì lúc đó có chánh ngữ thôi. Còn ngăn ngừa thân ác thì mới có chánh nghiệp. Ngăn ngừa nuôi mạng ác thì lúc đó mới có chánh mạng. Không thể trong tâm thiện dục giới mà ba sở giới phần nó sanh chung, sanh đồng loạt. Thì chúng ta phải hiểu ở đây là cái tâm sở giới phần trong tâm thiện dục giới, ba tâm sở giới phần trong tâm thiện dục giới nó là bất định và đi riêng là như vậy đó. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói đến
ba giới phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà nó tương ưng với tâm siêu thế, tức là tâm đạo và tâm quả. Cái vai trò của chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở trong cái tâm siêu thế, nó là vai trò chi đạo, mắt gần gắt. Mà bát chi đạo thì đối với tâm siêu thế thì nó phối hợp nhất định và đi chung. Nhất định tức là hễ tâm siêu thế sanh khởi thì luôn luôn phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và nó đi chung là có cả ba, chẳng những là cả ba mà cả tám chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đều đi chung, đi chung với nhau. Rồi chúng ta lấy cái thí dụ cũng giống như khi mà người ta đánh trận thì người ta dùng binh chủng này, thủy binh, bộ binh, sa binh, mã binh. Cái đó là chúng ta nói theo xưa cho dễ hiểu. Còn như thời nay thì có những loại binh chủng mà đánh cái trận nào ở đâu tùy theo cái địa hình mà người ta sử dụng cái loại binh chủng đó. Nhưng khi vào những ngày duyệt binh hay là diễn hành để phô trương sức mạnh quân đội thì lúc bấy giờ các loại binh chủng đều có mặt trong ngày hôm đó và diễn hành chung với nhau. Vậy trường hợp này chúng ta ví dụ như là khi tâm thiện đang tiến hành một cái phận sự là ngăn phiền não, tránh xa những cái ác hạnh về thân, hoặc ác hạnh về khẩu, hay ác hạnh về ý, hoặc là những cái ác hạnh nuôi bạn, vân vân. Thì lúc nào mà tu tập ở cái khía cạnh nào thì lúc đó mới có cái tâm sở chánh ngữ hoặc chánh nghiệp, chánh mạng để sinh khởi tương ứng với cái tâm thì dục giới. Còn khi mà chứng được đạo quả thì cái tâm đạo quả sinh khởi lấy niết bàn làm cảnh, và lúc đó cái tâm đạo tâm quả nó có cái nhiệm vụ là ly khai ác bất thiện pháp. Và do vậy những cái chi phần mà thuộc về đạo, đạo chi á, chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì nó có mặt đồng loạt và nhất định phải có, gọi là ắt có và đủ ở trong cái tâm siêu thế. Cho nên chính điểm này mà khi chúng ta học về bát chánh đạo, chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng là bát chánh đạo thuộc về cái pháp tu tập hay là cái pháp chứng đắc. Và nếu là cái pháp tu tập đó, thì chúng ta mới trình bày riêng lẻ từng phần, từng phần, từng phần.
để hướng dẫn cho cái sự tu tập. Nhưng không phải chỉ nói ngang cái chỗ đó rồi chúng ta bỏ qua, không nhắc đến cái vấn đề mà chứng đắc. Bởi vì khi mà chúng ta học mà học không có đến nơi đến chốn, học cái khía cạnh này mà chúng ta bỏ khía cạnh kia, thì đến về sau này khi mà chúng ta gặp cái pháp đó trong trường hợp đó, trong trường hợp chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng mà nó có mặt ở trong tâm siêu thế, thì lúc đó chúng ta không, nếu mà chúng ta không có học thì chúng ta sẽ thấy ngỡ ngàng. Tại sao trước đây khi mà giảng về chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng là cái sự tu tập ngăn ngừa thân khẩu ý ác vân vân, rồi bây giờ nói rằng cái tâm đạo nó sinh khởi có đầy đủ bát chi đạo, thì như vậy trong bát chi đạo nó khởi lên chỉ có một sát na, nó quá nhanh như vậy đó. Một sát na thì làm cái gì? Một sát na làm sao mà ngăn ngừa thân ác, hay là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, hay là ngăn ngừa khẩu ác, chánh ngữ, hay là từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói đập bát, từ bỏ nói vô ích, vân vân. Mình, chúng ta không thể tưởng tượng ra được, không thể nghĩ ra được là tại sao một sát na tâm mà nó lại có thể có những cái việc làm mà nó đúng ra là phải mất nhiều thời gian. Thì chúng ta phải biết rằng cái việc mà chúng ta từ bỏ ba cái thân ác chánh nghiệp, từ bỏ bốn cái khẩu ác là chánh ngữ, từ bỏ sự nuôi mạng bằng thân khẩu ý ác, thì mấy cái đó nó thuộc về cái pháp tu tập thôi. Khi mà biết rõ như vậy rồi đó, thì trong lúc mà chúng ta đang tu tập đó, thì chúng ta cần phải lưu ý là khi nào mà chúng ta tu tập về chánh ngữ là chúng ta có tác ý chừa bỏ cái lời nói dối, chúng ta chỉ nói lời chân thật thôi. Chúng ta chừa bỏ cái lời nói ly gián, chúng ta chỉ nói những lời nói đem lại sự hòa hợp. Chúng ta chừa bỏ cái lời nói độc ác, chúng ta chỉ nói những lời cam ngôn mỹ từ. Chúng ta từ bỏ lời nói vô ích, chúng ta chỉ nói những lời hữu ích. Thì nó tùy theo trường hợp mà chúng ta tu tập. Trước tiên là chúng ta tu tập giữ giới trước. Sau khi chúng ta giữ giới cho tốt đẹp rồi, lúc giờ tâm được an lạc do cái trạng thái bất hối, không có cái sự rai rứt ăn năn về những cái hành động, những cái lời nói. Khi tâm được yên ổn như vậy, chúng ta mới bắt đầu chúng ta tu tập về chánh niệm, chánh định, hay là chánh niệm tỉnh giác. Nếu mà tu tập thiền định thì tu tập để chứng thiền định thì chúng ta tu tập chánh niệm và chánh định. Và nếu mà tu tập để đắc được đạo quả thì chúng ta tu tập chánh niệm và tỉnh giác. Sati samajanya, quán vô thường khổ đau vô ngã, rồi chúng ta sẽ chứng được đạo quả. Thì bây giờ trong cả hai trường hợp là chánh đạo mà tu tập
và chánh đạo và tu chứng, thì cái nào cần thiết và cái nào ở làm trước, thì xin thưa quý vị là chúng ta tu tập về chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng ở bằng cái tâm thiện dục giới. Chúng ta cái pháp tu tập đó chúng ta tu tập trước, rồi đến khi mà chúng ta tu tập giữ giới tốt, lúc đó chúng ta tiến hành thiền định, tiến hành tu thiền chỉ và tu thiền quán. Thì sau khi mà chúng ta đắc đạo rồi đó, đắc đạo quả, khi mà chúng ta đắc đạo quả thì ngay trong lúc đó là tự khắc ở trong cái tâm đạo, tâm quả đó, nó sẽ tương ứng với Bát Chi Đạo. Cái điều này chúng ta khỏi cần phải lo xa có hay là không có, mà cái quan trọng là chúng ta phải lo làm sao cho nó sanh khởi chánh ngữ ở trong tâm thiện dục giới, làm sao mà cho chánh nghiệp sanh khởi trong tâm thiện giới, và làm sao chánh mạng nó sanh khởi trong tâm thiện giới, vân vân. Chúng ta nhớ chúng ta tu tập như vậy. Thì thưa quý vị, chúng ta nói riêng về cái lĩnh vực tu tập đó, thì ở đây chúng ta cũng nên nhớ rằng chúng sanh tạo nghiệp nó có ba môn: tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác bằng thân hành, hay gọi là thân môn, thì lúc đó gọi là thân nghiệp. Chúng sanh tạo nghiệp ác qua khẩu, qua lời nói, qua khẩu hành, thì cái đó gọi là tâm bất thiện, nó sanh theo thân khẩu môn và nó tạo khẩu nghiệp. Rồi tâm bất thiện nó qua ý môn thì nó sẽ tạo cái ý nghiệp. Thì ở đây đó, trong cái cuộc sanh tử luân hồi của chúng ta, một khi đã tạo về cái thân nghiệp hay cái khẩu nghiệp hay cái ý nghiệp ác, thì sẽ bị cái quả báo nó đưa đến cái sự khổ đau ở trong cái vòng sanh tử luân hồi, nhất là do cái thân ác, khẩu ác, ý ác đó mà phải tái sanh xuống cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ sanh Atula. Và khi sanh trở lại là người thì do cái ác nghiệp thân, ác nghiệp khẩu, ác nghiệp ý nó tạo ra quả, khiến cho cái đời sống này nó không được hạnh phúc và nó gặp những cái điều tai bay quả gửi. Mình bị người ta mắng chửi, mình bị người ta ly gián, mình bị người ta lừa gạt, hay là bị người ta lôi kéo vào cái sự vô ích do những cái chuyện phiếp. Tất cả những cái đó là do cái quả nghiệp trong đời quá khứ mà chúng ta đã tạo cái thân nghiệp, tạo cái khẩu nghiệp, nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô tình gì. Ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng chánh ngữ chỉ cần thiết để làm cái chi đạo sát trừ phiền não mà chứng đắc đạo quả thôi, không phải vậy. Mà ngay khi chúng ta còn sanh tử luân hồi đó, nếu mà chúng ta tu tập được chánh ngữ, chúng ta bỏ đi cái tà ngữ, bốn cái tà ngữ, như vậy là chúng ta sẽ tránh được những cái hậu quả nó cay đắng. Chúng ta xem lại ở trong bài kinh Mahalakkhana, Mahapurusalakkhana, là kinh tướng đại nhân đó.
nói về 32 đại nhân tướng, thì ở trong 32 đại nhân tướng Đức Phật này có nêu rõ những cái trường hợp nào mà Ngài được thành tựu như vậy, có cái tướng tốt như vậy, có cái hảo tướng, quý tướng như vậy, là do nơi trong khi còn là vị Bồ Tát Ngài đã tu tập về khẩu nghiệp. Chúng ta xem như đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Thì khi mà chúng ta tu chánh ngữ, chúng ta tránh đi những cái tà ngữ, thì như vậy nó cũng sẽ tốt cho chúng ta. Sở dĩ mà Đức Phật này có cái đại nhân tướng như là cái răng của Ngài đầy đủ 40 cái, răng của Ngài được trắng sạch đều đặn, rồi cái miệng của Ngài, cái hơi thở của Ngài nó được thơm tho, không có bị hôi. Cái đó cũng là do cái phước của chánh ngữ tu tập khi còn là vị Bồ Tát. Rồi cái lời nói của Ngài, cái âm giọng trong ấm nhưng mà vang to, khi nào Ngài muốn nói cho những người ở một cái hội chúng lớn như vậy đó. Ngày xưa làm gì mà có micro speaker, đâu có loa phóng thanh, nhưng mà khi mà Ngài nói ra đó thì mọi người ở cuối cái hội chúng họ vẫn nghe rõ. Không phải là nói lớn mà không có kiểm soát được, Đức Phật này kiểm soát được. Khi mà Ngài muốn cho cái người ngồi ở xa đó nghe rõ thì Ngài sẽ nói với một cái âm thanh vang to để cho người kia nghe. Nhưng mà người ở gần thì họ không có nghe chắc chúa, mà họ nghe vừa phải. Đó là cái phước khẩu nghiệp mà Ngài đã tạo trong quá khứ, cái âm thanh. Rồi cái lời nói rõ ràng, không có lắp bắp bập bẹ phiêu phào. Đó cũng là do nơi cái khẩu nghiệp thiện, tức là chánh ngữ mà Ngài đã tu tập, Ngài đã huấn luyện từ khi còn là vị Bồ Tát. Lần nữa, cái lời nói của Đức Thế Tôn, của một vị chánh đẳng chánh giác, cái lời nói đó dầu cho những kẻ ngoại đạo đối lập với Ngài, nhưng mà khi nghe cái lời nói đó họ bị thuyết phục. Tại sao cái lời nói của Ngài lại có cái năng lực thuyết phục? Chính do tu tập về chánh ngữ ở trong quá khứ khi Ngài còn là vị Bồ Tát. Cái lời nói có tính cách thuyết phục và được người khác tín nhiệm. Những kẻ ngoại đạo khi mà họ nghe Đức Phật nói cái điều gì thì ở trong thâm tâm của họ nghĩ rằng những gì Sa môn Gotama nói ra, những điều đó nó là sự thật, không thể là sai trái được. Họ tin tưởng như vậy, họ tin tưởng như vậy. Có ông bà lão ôn đó, ông đến ông tranh luận với Đức Phật, nhưng mà khi nghe Ngài cất tiếng lên thì họ suy nghĩ, cái vị bà lão ôn mới suy nghĩ rằng người mà cái âm thanh như thế này, cái chất giọng như thế này, người đó chỉ nói những cái lời đúng với sự thật thôi. Ông ta còn nghĩ vậy, bởi vì ở trong kinh điển Veda của Bà La Môn giáo đó, thì cũng có đề cập đến những cái quý tướng này.
Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta tu tập chánh ngữ, thưa quý vị, chưa nói đến cái việc mà để giúp cho chúng ta đắc được đạo quả. Chúng ta chỉ cần nghe và biết được cái phước báo của chánh ngữ đem lại cho chúng ta cái sự, cái quả báo an lạc, quả báo hoan hỷ ở trong vùng sanh tử luân hồi, là chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta có cái sự phấn khởi khi khi mà chúng ta tu tập rồi. Trừ ra những người nào mà họ không có quan tâm đến, thì những người đó họ chỉ thích nói dối, chỉ thích nói ly gián chia rẽ, họ chỉ thích nói những lời độc ác với người khác, mắng giết chửi rủa người khác, hay là chỉ thích nói những lời vớ vẩn gì mà họ không nghĩ đến hậu quả trong tương lai, thì chỉ trừ ra cái người đó thì không có quyết tâm tu tập thôi. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, khi mà nghe biết được ở trong kinh điển nói về cái lợi ích của cái lời nói thuộc về chánh ngữ, tức là lời nói chân thật, lời nói hòa hợp, lời nói dịu ngọt, lời nói hữu ích, nó có cái quả báo như thế nào, lợi ích như thế nào, thì tự nhiên là chúng ta cảm thấy chúng ta hoan hỷ trong cái việc của chúng ta thực hành. Thì thưa quý vị, một vài điều chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái bài học ngày hôm nay, cũng để giúp cho các Phật tử chúng ta hiểu thêm về cái bài học và chúng ta có cái sự tu tập. Thì chúng tôi tiếp sức với Hòa Thượng Giác Đẳng 35 phút. Bây giờ thì chắc có lẽ là thời gian còn lại nữa. Xin cung thỉnh Hòa Thượng quan hỷ dạy cho hết giờ. Xin kính thưa Hòa Thượng. Sa thú, cái trường sư rất nhiều. Người ta nói một miếng khi đó bằng gói khi đó. Ở trong một bữa mà không có giảng sư nào vào mà có sư cho 35 phút, kể như là cũng là mấy sàng rồi. Tính sư huynh nghĩ, phần còn lại thì nếu không có chư tăng vào đó thì sư đệ sẽ tiếp tục. Thưa quý vị, trước khi mà trở lại với đề tài ngày hôm nay đó, chúng ta thay đổi chương trình một chút. Dạ, thay đổi chút. Chúng tôi sẽ giờ để ít chi tiết về buổi lễ ngày hôm qua ở tại chùa Pháp Luân. Chúng ta kể buổi lễ này đó là điều thực sự rất kỹ, là làm thế nào để có một cái tượng Phật trang nghiêm đến chùa, những khi mà không có người và không mở cửa chánh điện vào lại Phật, thì họ có thể lại Phật luân thiên ở bên ngoài. Và chúng tôi tình cờ thì gần có một tượng Phật ở trong cái thế Văn Phúc. Dạ, tượng Phật. Phật đứng, thưa quý vị, thì có đi hay là đứng? Đứng thì hai chân đứng thẳng, đi thì một chân đứng, một chân bước.
giống như tiểu phẩm ở quá bốn tâm mình thôi. Tiểu Phật mà chùa thỉnh về, đó là một tiểu Phật Đức Thế Tôn Ngài đang bước đi, và có những người đến đảnh lễ Ngài. Dạ, sau đó Ngài đưa thể lên, Ngài ban phúc lành, gọi là tiểu Phật phần ba phúc. Tiểu Phật như trụ là cao 30 feet, tức là khoảng 10 thước, cộng luôn cả cái bệ. Nhưng mà vì bệ đó thì thấy nó hơi cao lên hơn một chút, thành ra mọi người đã quyết định là không đến cái bệ mà để tượng Phật ở trên cái bệ xi măng. Thì thưa quý vị, vào mùa này đó, thì ở tại Houston tương đối nóng, có những ngày nóng tới 100 độ, rồi hôm qua thì 98 độ, độ F. Và đặc biệt năm nay thì chúng tôi sau khi tượng Phật về vào ngày thứ ba đó, được dựng ngày thứ ba đó, thì chủ nhật này ngày 12 thì tháng 6 thì chúng tôi thỉnh chư công đức về để chú nguyện an vị Phật. Nó có nhiều ý nghĩa chung quanh lễ an vị Phật, nhưng mà căn bản là một cái pho tượng để cho người có tín tâm lễ bái đó, thì luôn luôn khi mà chúng ta đặt vào tượng linh, chúng ta có cái nghi thức an vị. Dạ, nghi thức đó là để chúng ta thể hiện lòng tôn kính, và qua pho tượng đó thì chúng ta sẽ có được cái cảm nhận về sự thiêng liêng. Đối với chúng tôi là một vị tu sĩ ở trong ngôi chùa, hay trong một căn nhà, hay một cái khuôn viên mà có pho tượng Phật hay có tháp xá lợi đó, thì nơi đó là một thánh địa, nơi đó là nơi mà thiêng liêng đối với nhiều người. Và do vì chúng tôi cũng có một cái buổi lễ mà chúng tôi không có chú trọng đến cái số người tham dự. Thật ra hôm qua thì quý Phật đến cung đề chánh điện, nhưng mà chúng tôi không có mời. Dạ, không thưa mời quý vị tự biết đến. Cũng như ngày thứ ba từ rồi đó, là có hơn 50 Phật tử đến trong cái ngày mà tượng Phật dựng lên, là cũng quý vị tự đến. Chứ chúng tôi thì cũng không có ý mời nhiều, nhưng mà quý vị rất là hoan nghênh. Hôm qua cũng vậy. Nhưng mà đặc biệt thì chúng tôi có dự trù là tính 21 vị tăng về để tụng kinh. Cái con số 21 á, thật ra nó cũng có gì, nhưng mà nếu mà quý vị có thường nói chuyện với chư tăng như và từng siêu á, thì ở trong giới luật của Phật giáo đó, có những cái tăng sự mà lớn, gọi là đại tăng sự đó, thì cần con số tối thiểu là 21 vị. Dạ, thay vì 5 vị hay thì 4 vị, 5 vị, 7 vị v.v. thì cứ cần 21 vị. Đó là phương diện tăng sự. Và điều đó nó cũng là một con số biểu tượng khi mà ở chùa chúng tôi làm cái việc gì mà gọi là quan trọng, thì chúng tôi thể thỉnh hoặc là 21 vị hoặc là trên 21 vị. Dạ. Nên chúng tôi đã thỉnh 21 vị, nhưng mà rồi giờ chót đó thì lại có thêm một vị sư người Mỹ, một vị sư người người Hoa, tu sĩ Nam Tông mà người Hoa, vị này có tên là Cách Thâm Vinh Nhá. Vị này cũng là một vị giảng sư dạy về học về Phật pháp. Thì thứ vị tổng cộng hôm qua là 24 vị và có mặt ở trong khu viên chùa. Thì chúng tôi làm theo cái nghi thức truyền thống của Phật giáo. Ở đây nói rõ là Phật giáo Thái Lan đó. Phật giáo Thái Lan thì người ta hay có một cái phong tục là mỗi lần có cái lễ an vị Phật hay lễ thế giới đó, thì họ hay đăng chỉ Katha. Và Katha tức là chỉ chú nguyện, đó là một sự chỉ ngũ sắc để biểu trưng cho một cái liên hệ mật thiết giữa những giá trị thiêng liêng và cái tấm lòng chúng ta. Mà ở trong chữ Hán có một cái câu rất là đẹp, là năng lễ sở lễ tánh không tận. Dạ, năng lễ sở lễ tánh không tận, tức là năng lễ là cái tâm của mình, sở lễ là cái đối tượng để mình lễ bái. Dạ, năng lễ sở lễ tức là tâm mình có đối tượng lễ bái. Ở đây chúng ta là Đức Phật, mà xem như là một cái nghĩa trong cái chữ Nam Mô. Chữ Ná là nước, Mô là đất, cái vị đất với nước nhập nhau thì gặp nhau, thì khiến cho các cái chủng tử lành được tăng trưởng.
rằng chúng tôi đã dùng chỉ ngũ sắc. Thì ban đầu chúng tôi làm 21 sợi, và 21 sợi sợi để chư tăng 21 vị đóng. Nhưng mà rồi tới buổi chiều thì chúng tôi lại nghe các chùa lại nói rằng có thỉnh thêm 3 vị nữa, thành ra 24 vị. Chúng tôi rất hoan hỷ và nhờ Phật tử đến trao thêm 4 sợi nữa, 3 sợi nữa, thành ra 24 sợi. Thì cũng có một vài điểm rất là vui, hoan hỷ là vào giờ chót đó. Thì có một ngày trưởng lão, và ngày trưởng lão ngày đó là lớn hạ nhất ở tại chư tăng cùng đầy ngày người Miến Điện. Ngày trưởng lão này ngày có cùng ngày có cái pháp danh mà chúng tôi cũng pháp danh nhiều là Chô Tí Cá, chứ không phải là Chô Tí Cá, ngày cũng là Chô Tí Cá. Và để phân biệt thì ngày chúng tôi gọi là ngày U Chô Tí Cá. U là chỉ ngày ở trong tiếng Miến Điện đó. Thì ngày năm nay 85 tuổi và 65 hạ, là ngày lớn nhất ngày hôm qua. Và thật ra chúng tôi không nghĩ là trong cái buổi lễ an vị Phật là có vị trưởng lão có mặt để chú nguyện như vậy. Và rồi có tất cả là 7 vị trụ trì của 7 ngôi chùa, tức là trụ trì của 2 ngôi chùa Miến Điện, trụ trì của 2 ngôi chùa Tích Lan, rồi một ngôi chùa Thái Lan, ngôi chùa Campuchia và ngôi chùa Việt Nam. Tổng cộng là 7 vị trụ trì, trong 24 vị về có mặt ở đây. Và chúng tôi dự trù là trai tăng xong rồi phải ra làm lễ, nhưng mà quý Phật tử có đề nghị đó là sợ là nóng quá, mặc dù chúng tôi đã căng 5 cái lều, căng 5 cái canopy để che, nhưng mà chúng tôi nghĩ là thôi mình làm sớm. Và quý Phật tử đến cũng đông đảo, lúc 10 giờ sáng đông đảo, thì chư tăng đến, chúng tôi có mời vào trong cái Dhamma Hall, tức là pháp lô. Cái này rất là hoan hỷ, cái này rất là hoan hỷ về cái cách mà mình dùng những cái hình tượng mà chúng tôi có trình bày trong pháp ảnh lục đó. Thì các ngài ngồi ở trong đó, thay vì ngồi trong trong cái chỗ phòng khách thì các ngài ngồi trong đó. Và cũng rất cảm ơn cô Diệu Tịnh, một phần tử giúp cho cái phòng triển lãm của cúng 3 cái máy lạnh ngày hôm qua. Thật ra hôm qua nó mát mẻ, chưa đang ngồi đó. Và chưa đang ngồi ở trong 4 cái phòng, có vị ngồi trên ghế, có vị ngồi trên những cái tòa cụ, có vị ngồi ở trên chiếc cầu Phật, nhưng mà nhìn là hoan hỷ lắm. Chứ thấy không khí rất là hoan hỷ, mà cái ngày hoan hỷ. Rồi từ chỗ đó cái ngày đã bước ra phía phía trước chánh điện để đi một hàng bước ra chánh điện để làm lễ. Thì thứ gì khi đó là đang làm lễ đó, quả thật thì chúng tôi có phần hơi lo là không biết không biết là có nắng quá cho các ngày không. Nhưng mà rất là may mắn là trong lúc mà sau khi chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Việt và tiếng Anh với quý ngài xong á, thì thỉnh tất cả chư tăng á ra đứng phía trước để mỗi vị cầm một xỉa chỉ đó. Thì bây giờ trời lại mây nhiều, thỉnh thoảng thì có một vài cái khoảng ngắn là có nắng nhưng mà không nhiều, đa phần là có mây, thì giống như không cần che dù mình cũng mát. Và chúng tôi lo ngại nhất là ngài trưởng lão. Thì chư tăng tụng kinh tụng kinh Pali. Và hôm qua thì chúng tôi trong cái tư cách là cái người vị trụ trì cũng là cái người dẫn lễ đó. Thì chúng tôi dẫn chúng tôi sướng các bài kinh như là lễ Phật, rồi Tam Bảo, rồi tụng bài Maha Karuniko, đó là cái bài là kinh Thắng Hạnh, và nói về cái sự ra đời kỳ vĩ của Đức Phật, là niềm hoan hỷ của dòng Tích Ca. Và đặc biệt là ngày nào mà thân khẩu ý hiền thiện thì ngày đó là ngày cắt được. Rồi tụng bài kinh Phật lực cảm thắng, tức là 8 Phật lực. Rồi tụng một đoạn trong bài kinh Châu Báo, kinh Dhani, cũng như một số các bài kinh như Niệm Tâm Từ và kinh Hồi Hướng Chư Thiên. Đến khi đang tụng kinh Pali xong thì chúng tôi bước qua phần tụng kinh tiếng Việt để xin những Phật tử có cơ hội tụng kinh. Trong lúc quý Phật tử tụng kinh tiếng Việt đó, thì phía bên kia tượng cho hạ những cái đầu chỉ ngũ sắc xuống, và những chỉ ngũ sắc này được chư tôn đức nhiều vị mỗi vị cầm một kéo cắt ra để cho quý Phật tử. Nói chung là một buổi lễ không có dài nhưng mà rất là cảm động. Rất dài không, rất cảm động. Cảm động đối với lịch sử của ngôi chùa, và cảm động đối với cá nhân tôi. Chứ vì là khi mà quý ngài từ ở ngoài sân mà đi vào trong hội trường, thì chúng tôi thỉnh vị trưởng lão ngài hòa thượng 65 hạ, ngài Chô Tí Cá ngồi ở giữa, và ngài nắm tay chúng tôi, và ngài nói rằng
buổi lễ nay ngày khoan hỷ quá, không phải chỉ có tượng đẹp không mà cái nghi thức và ngày cảm thấy ngày khoan hỷ, và lần đầu tiên ngày đến chùa và những vị sư khác cũng nói chúng ta như vậy, thì thật ra không phải mình khoan hỷ là vì lời khen, nhưng mà chúng ta thấy chư tăng khoan hỷ, mình thấy mình trong lòng mình khoan hỷ. Rồi sau đó thưa quý vị, chư tăng họ trai một cái buổi trai tăng mà đối với Phật tử xem là trai tăng lớn trong suốt sau 2 năm đại dịch, tức là từ năm đầu năm 2020 đó cho đến năm nay 22 đó, thì lần đầu tiên ở chùa có cái con số chư tăng đông đảo như vậy, mặc dù là một buổi lễ không phải là đại lễ như là Phật đẳng Vu Lan, nhưng mà chư tăng về ở đại đi 24 vị kể như đông quý Phật tử rất là hoan nghênh. Và sau khi thọ trai xong thì chư tăng lên chánh điện để làm lễ. Thì trước khi tăng rời chánh điện, chư tăng là nghĩ ra một ý là hôm nay có hai vị là một vị sư là một ngài trưởng lão lớn nhất người Miến Điện, và thứ hai nữa có vị sư người Mỹ, và sư người Điện Mỹ sư người Mỹ này có tên là Gunatana, và sư tu theo truyền thống Tích Lan. Thì thứ quý vị, chúng tôi là nói với thỉnh ngài là lát nữa con thỉnh ngài thuyết pháp, con sẽ dịch, và chúng nói với sư người Mỹ là sư quan hỷ nói cho vài lời phát biểu cho, tại có nhiều bạn trẻ hôm nay không có nói tiếng Việt giỏi nè, thì sư quan hỷ ngày buổi lễ lên chánh điện. Thì ở tại chùa Pháp Luân có cái truyền thống như vậy là mỗi lần mà có chư tăng ngoại quốc đến thì chúng tôi hay tụng kinh bằng cách là kinh Phạn ngữ và Việt ngữ khoa với nhau. Chúng tôi lấy ví dụ, chúng tôi tụng đoạn Nam Mô Tassa Phakuato tiếng Phạn xong rồi tụng bằng tiếng Việt, hay là những bài kinh khác như vậy. Tại sao tụng như vậy là để chư tăng và quý Phật tử đều tụng, tại quý ngài không tụng được tiếng Việt và quý Phật tử không có tụng được tiếng Pali nhiều. Nhưng mà rồi cũng có cái vui là khi chúng tôi tụng Pali đoạn đầu những cái bài như là bài Nam Mô Tassa, rồi bài Tâm Quy hay Đức Phật Tam, thì Phật tử như họ tụng rất là nhiều. Và sau đó có một vị sư Samita đó, sư rất là vui, sư nói sư không ngờ Phật tử Việt Nam thuộc tiếng Bali nhiều như vậy, ở ngoài chỗ tức là không cầm bản mà tụng được nhiều, rất là hoan hỷ. Nhưng mà chúng tôi cũng hoan hỷ là sau nhiều năm đó thì quý vị cảm nhận điều đó, và quý Phật tử phần lớn họ cũng thích tụng vừa tiếng Bali và tiếng Việt. Chúng tôi nhớ là khi mà chúng tôi ở Việt Nam á, chư tăng Việt Nam có thói quen là tụng kinh hay tụng Bali thôi, không có tiếng Việt, và hay là tụng tiếng Việt chỉ để cho Phật tử tụng, hay là mình tụng ngắn hay tụng riêng. Nhưng mà sau nhiều năm trước tôi sống ở Mỹ thì tôi thấy rằng tụng có tiếng Bali và tiếng Việt chung thì quý Phật tử sẽ khoan nghị. Dạ. Thì qua tụng kinh xong rồi thì chúng tôi thỉnh ngài trưởng lão thuyết pháp. Dạ. Thuyết pháp thì ngài cũng nói về Đức Phật, và nói về Đức Phật, và Đức Phật ngài năm nay là Phật lịch 2566. Thì ngài nói, ngài dạy rằng Phật định tính từ năm Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Và khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn thì có nhiều Phật tử, nhiều người đệ tử xuất gia cư sĩ đã buồn sầu não, nhưng mà Đức Phật dạy rằng sau khi như lai viên tịch rồi thì pháp và luật như lai giảng dạy là thầy của các con. Nên ngài nhắc một điều đó là chúng ta có thờ Phật, có ăn vị Phật, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng giáo pháp của Đức Phật, và giáo pháp Đức Phật là thầy của tất cả chúng ta, và chúng ta chỉ có cách học và thực hành giáo pháp Đức Phật thì chúng ta mới có được vị thầy, đó là mới có Đức Phật hiện hữu trong đời sống. Thì thứ thì thưa quý vị, sau đó bài sau bài pháp này thì vị sư người Mỹ sư Kunatana lại có một bài nói chuyện ngắn nhưng mà rất có ý nghĩa về tiếng Anh. Sư nói rằng hôm nay là lễ ăn vị Phật ở chùa, thì chúng ta làm thế nào chúng ta hiểu rằng mình thờ Phật, mà nhiều người hiểu lầm về Phật giáo đó là người Phật tử thờ tượng Phật như thờ ngũ đường. Không, người Phật tử không thờ ngũ đường, nhưng mà ở Đức Phật chúng ta tìm thấy những giá trị. Và sư nói rằng dù là Đức Phật đứng ngoài kia, Đức Phật ngồi trong chánh điện, tất cả đều mang chung một giá trị. Và sư nhắc cho mọi người thấy rằng chính những giá trị đó là những gì mà chúng ta thờ Phật.
lại là một cái lời nói rất là hoan hỷ. Dạ, là nỗi hoan hỷ quá. Rồi thuyết pháp xong thì quý ngài ra về. Cũng có cái niềm vui mà chúng tôi thấy cũng đặc biệt là có một vị sư người gốc Hoa tên là sư Katapunya. Ngày hôm nay, hôm qua đó, sư có cái lớp dạy kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya ở tại cái ngôi chùa sư, là sư dạy cho những người Phật tử người người Hoa, người Mã Lai và người Indo mà theo Phật giáo đó. Dạ. Thì thứ gì sư dạy bằng tiếng Anh, nhưng mà khi chúng tôi mời sư dự lễ thì sư nhận lời, nhưng mà sư có nói trước chúng tôi là nếu mà sư đến dự lễ sư về không có kịp lớp học, thành ra sư xin phép là sư kêu mấy người Phật tử học viên, những người học viên đến chùa để dự lễ luôn được không, và nếu những người đến chùa dự lễ xong á thì có thể cho sư một cái nơi nào đó để mà sư dạy học, dạy cho kịp rồi cho mấy người họ đi về luôn. Thì chúng tôi trả lời rất hoan hỷ, ở đâu có pháp khí chỗ hoan hỷ hết. Rồi thưa quý vị, sau khi quý vị đó đến thì sư với ngài trưởng lão vào trong nhà trưởng lão ngồi chờ quý, cho những người học viên đó họ dùng cơm, mà họ cũng vui. Dạ, họ cũng vui. Những người này họ nói họ đến chùa, họ thấy cái cảnh chùa hoan hỷ và thấy cho Phật tử dùng cơm, họ hoan hỷ. Sau đó thì họ lên chánh điện. Thì ở chánh điện là chúng ta có bàn Phật, chúng ta có hệ thống âm thanh, rồi có ánh sáng, có máy lạnh. Chúng tôi dặn bộ người diễn viên đó để cho những người đừng có tắt máy lạnh, để cho những người này lên học. Thì sư Katapunya đã giảng cái lớp học hai tiếng hồ, giảng kinh Tăng Chi bằng tiếng Anh ở trên chánh điện của Pháp Luân sau đó cho những người Phật tử này. Và sau đó thì chúng tôi có nói với sư là hôm nay mình ăn vị Phật nhưng mà lại có một bài giảng kinh Tăng Chi ở trên chánh điện cũng là một biện pháp thể hiện, làm cho cái buổi lễ thâm vừa viên mãn. Sư hoan nghĩ và chú đừng hoan nghĩ. Rồi hôm nay thì chú tôi thưa quý vị rằng không phải vì mình tổ chức một buổi lễ mà mình vui, buổi gì đông mà mình vui mà mình tổ chức buổi lễ, tại vì có những ý nghĩa. Và thí dụ như là con số chư tăng về, các ngài về đúng cái túc số trên 21 vị, và trong đó có những vị trưởng lão, có vị đại diện nhiều quốc gia, rồi chúng ta có những bài pháp có ý nghĩa, chúng ta có được một cái lớp học được tổ chức tình cờ nhưng có một cái ý nghĩa, nên chúng ta nên hoan hỷ. Dạ, nên hoan hỷ. Người Phật tử ấy, là chúng ta tập sống trong hoàn cảnh nào mà có những gì mà tùy hỷ được về cái phước hạnh, về thiện sự, về những công đức, về những cái hạnh lành, thì chúng ta được nên hoan hỷ. Những điều đó rất là tốt. Và ai hoan hỷ trong pháp ấy, thì người đó sẽ thống nhận với pháp và được cái lợi lạc từ pháp. Và chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về điều như vậy. Tôi giờ thấy có thượng tọa tuệ quyền vào trong lớp học, chúng tôi xin lỗi quý vị nhé. Dạ, thượng tọa tuệ quyền ấy, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu tọa nghe được xin thỉnh, dạ thỉnh thượng tọa. Thượng tọa hôm nay chúng ta có một bài học về chánh ngữ ở trong bát chánh đạo. Thượng tọa là một vị trụ trì, cũng là vị sinh hoạt đó đây, thì thượng tọa như thế nào về cái giá trị của chánh ngữ trong đời sống tu tập, đặc biệt là khi Phật tử đi chùa? Xin kính thưa thượng tọa chia sẻ về điều với vị Phật tử. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sàng Khai, với giờ thưa để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn từ quý, cảm ơn thưa để chúng con kính lễ Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, từ tri đến từ Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thỉnh chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch Hòa Thượng, có thể nói rằng cái vai trò chánh ngữ nó rất là quan trọng ở trong cái một chùa hay là trong cái quá trình hoạt động của tất cả chúng ta. Nếu như chúng ta không có nói cái lời chánh ngữ thì chúng ta sẽ khó có thể nhiếp phục được đại chúng. Nếu mà đứng trên tư cách là một vị trụ trì, và nếu như mình là một người tu, nếu không thực hành cái chánh ngữ thì cái đó nó rất là tệ hại. Bởi vì cái đó là một trong cái giới mà nó liên quan tới cái khẩu, tức là miệng nói ra. Nếu tâm suy nghĩ đã sai, rồi lừa dối hay là vĩnh gạt, hay là nói lời không có nghiêm túc, nói lời không có chuẩn xác, mà nói tục tặc, vân vân,
thì điều đó nó rời xa đi cái giá trị của chánh ngữ. Thì cái điều này chúng ta sẽ khó có thể mà là chúng ta làm đạo hay chúng ta làm cái nơi y cứ chia sẻ với người được. Và cũng vậy, nếu như chúng ta con người chúng ta nó nhiều chuyện, con người chúng ta nó có nói dối, nó hơi lửa, nó đau thọc, nó độc ác, ý tham ác, sân ác vân vân, đặc biệt tức là nói dối, nó hơi lửa, nó đâm thọc, nói lời độc ác. Một người có một văn hóa bình thường, một nhân cách bình thường, người ta cũng không có làm được cái chi nếu chúng ta là một người tu, mà chúng ta nói những lời nó không có đưa đến cái sự tốt đẹp. Và có thể nói rằng cái vai trò của chánh ngữ nó rất là cần thiết để chúng ta tự mình nói những cái lời gì đó mà đưa đến an lành, đưa đến ác bất thiện pháp, nó không có sinh khởi những cái phiền muộn không có tới với mình, mà cũng như là nói ra những lời để chia sẻ những niềm đau nỗi khổ của người mà đúng trên cái giá trị của chánh ngữ. Sự thật ra mà nói, có những lúc cái lời nói này nó có thể tạo cho chính chúng ta, giúp cho người tốt đẹp, bởi vì cái khẩu ngữ mà hay chúng ta nghe đó, binh khí miệng lưỡi, nhưng có thể chúng ta biết cách lời khẩu và chúng ta biết cách chánh ngữ thì chúng ta cũng phải nói là chữa trị nhiều những niềm đau nỗi khổ, những cái sự khổ đau của kiếp con người. Chúng ta nhớ như vậy. Chỉ một lời khuyên, chỉ một lời dạy mà người ta có thể sửa chữa, người ta quay đầu. Và cũng một cái lời nói đó mà nếu như mà chúng ta không có sự suy nghĩ, mà không có đúng với tinh thần của chánh ngữ, thì trước sau gì đó nó cũng sẽ gây nên nhiều cái tổn thương đau khổ cho tất cả. Cho nên có thể nói rằng là cái lời nói thật, không phải nói rằng sự thật nứt lòng, mà cái lời nói chánh ngữ chính là lời nói thật. Nhưng sự thật này không phải là mít lòng, mà sự thật này đưa đến an ổn, đưa đến đoạn diệt khổ đau, đưa đến không phải phiền lụy, đưa đến không có phải để người ta phải ân hận, để người ta phải đắng cay. Có nhiều cái lời chúng ta nói thật, nhưng cái lời nó kém cái giá trị của chánh ngữ. Là ở đó cái chánh ngữ này đúng là sự thật chúng ta nói lên, nhưng chúng ta nói lên cái sự thật đó, mà cái sự thật đó nó làm cho người đưa đến tốt đẹp kìa. Chứ nếu như chúng ta nói lên cái lời nói thật đó mà họ gây quan trái với mình thì không nói, nó không trở thành cái lời nói của chánh ngữ nữa, mà vô tình là chúng ta nói cái lời đó nó gây tổn thương, gây đau khổ cho người thì chúng ta sẽ không nói. Cho nên phải nói rằng cái nếu như mà trong cái đời sống tu hay là không tu mà chúng ta thọ trì được cái giới ngữ đó hay là cái giá trị chánh ngữ đó thì có thể nói là hết sức là tốt đẹp. Bởi vì lời nói đó, lời nói nào lợi người hại mình không nói, lời nói lợi người hại mình cũng không nói, lời nói lợi cho cả hai, lợi người lợi mình thì mình nói lên. Thì đây chính là cái giá trị ý niệm tu tập trong cái đời sống đó là như vậy. Cho nên tất cả chúng ta, và chúng ta nhớ, nếu như chúng ta thường xuyên chúng ta biết tôn trọng cái giá trị chánh ngữ thì đó chúng ta sẽ được một cái đời sống luôn luôn nói lời thật và gần kề với chân lý. Còn nếu như chúng ta nói dùng cái lời tàn ngữ nhiều thì chắc chắn rằng chúng ta khó tìm về chân lý. Chúng ta phải nhớ như vậy, bởi vì chúng ta không có biết tôn trọng sự thật, chúng ta không biết giữ gìn, chúng ta không biết bảo trọng cho cái giá trị đúng đắn, cái giá trị
tinh khiết của chính nó, thì tự mình đã đánh mất cho chính mình một cái con đường tốt đẹp ở hiện tại cũng như ở kiếp lai sinh. Và kính bạch hòa thượng, đây chính là ý kiến của con là vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thú, kính thưa thưa thầy Tinh Quyền. Quý vị có điểm thì chúng tôi xin được chia sẻ như lời sau cùng, đó là chúng ta không hoàn hảo và cuộc sống của người tu tập là sự cải thiện. Một ở trong những điểm mà chúng ta thể cải thiện đó là ngôn ngữ. Yeah. Mình nên nhớ lời Phật dạy là ngôn ngữ đó là một lĩnh vực mà chúng ta thể tạo nhiều thiện nghiệp và cũng tạo nhiều ác nghiệp. Và mong rằng tất cả chúng ta sẽ nhớ tránh bốn điều, gọi là kiên tránh về ngôn ngữ, đó là không tránh xa lời nói dối, nói chia rẽ, nói cay độc và nói vô ích. Đồng thời, cái lời nói mà gọi là nói thiện xảo, đó là nói đúng sự thật, nói đúng thời, nói một cách hòa nhã, nói một cách lợi ích, và chúng ta nói với tâm tư. Nếu chúng ta học những điều đó và có chánh niệm đủ để giữ lời nói được tốt đẹp, thì thưa quý vị, chúng ta đang hành trì lời Phật dạy và chúng ta đang trên đường quân tập bát chánh đạo. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa Chư Tôn Đức đã vào Rung để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, sa thú lành thai. Con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong rung, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như giảng dạy bài học ngày hôm nay, để chúng con nghe hiểu hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ con kính tri ân đại đức Tề Tri cùng đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng là lắng tâm thanh tịnh thính Pháp, kính cảm ơn quý ớt để yểm trợ cho các phần hành,